Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình ứng phó với ngập lụt tại khu vực phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, trạm bơm Triều Dương, huyện Tiên Lữ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trạng mực nước sông Hồng tại khu vực cầu Yên Lệnh thuộc địa bàn phường Lam Sơn, kiểm tra hiện trạng mực nước tại khu vực trạm bơm Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, kiểm tra tình hình ngập lụt tại khu vực di dân xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, với lượng nước từ thượng nguồn đổ về do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và sự điều tiết xả lũ ở các hồ thủy điện lớn, tình hình mực nước sông Hồng, sông Luộc qua địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, ngành chức năng, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng nhân lực, vật lực xử lý nhanh các tình huống sự cố khi có ngập lụt, tiếp tục di dời người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của nhân dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi sát mực nước sông, phát lệnh báo động kịp thời.